Phật không nên sợ chết. Sợ chết thì tính nguyện hành của bạn toàn là giả. Mục đích của người niệm Phật chúng ta chính là đến thế giới cực lạc, chính là thân cận A-di-đà Phật. Cho nên đi càng sớm thì càng tốt. Tại sao bạn lại sợ chết? Vừa muốn đi lại vừa lo sợ thì thành ra cái gì chứ? Làm gì là thật? Không được lo sợ, đi càng sớm càng tốt. Thế gian này không có gì đáng để lưu luyến. Đời ác năm trượt, ở thế gian này một ngày là chịu thêm tội một ngày. Vì sao không sớm một ngày đến thế giới Tây Phương cực lạc để hưởng phước thân cận Phật A-di-đà? Trong kinh nói rất hay, đến thế giới Tây Phương cực lạc thì thanh hư chi thân, vô cực chi thể, thân trong suốt thanh tịnh, thể không bị giới hạn. Không phải giống như cái thân ô uế như thế này, một ngày không tắm gội, trong lỗ lông tóc đều tiết ra mùi hôi thối, có cái gì là đáng được yêu quý đâu. Biết được cái thân này bất tịnh, không sạch sẽ, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc đều có thân tướng giống y như Phật, đều là thân tử ma sắc vàng thật. Tại sao không chịu đổi cái thân này? Tại sao còn lưu luyến cái túi da thối này chứ? Bạn còn lưu luyến cái túi da thối này thì ba chữ tính nguyện hạnh của bạn thầy đều không có, đều là giả. Cho nên người chân thật niệm Phật thường hay nghĩ cái chết, không muốn sống nhiều hơn ở thế gian này nữa. Niệm Phật đường của Đại sư Ấn Quang đáng để cho chúng ta học tập. Trong gian phòng của Đại sư Ấn Quang không có bất cứ thứ gì, chỉ có miếng che thay đồ, giặt quần áo, không có thứ gì khác. Trong Phật đường nhỏ của Ngài có một tôn tượng Phật, một quyển kinh A-di-đà. Phía sau tượng Phật viết một chữ chết thật to. Đại sư Ngài dạy cho chúng ta làm thế nào tu tính nguyện hạnh, làm thế nào ngay trong đời này nhất định vãng sanh, nhất định phải học phương pháp của Ngài. Chúng ta không sợ chết, chúng ta mỗi ngày nghĩ chết. Người thế gian cho rằng chết rất đáng sợ, còn chúng ta chết rồi thì vãng sanh. Cái chết của chúng ta, dùng lời hiện nay mà nói, là di dân. Chúng ta thoát khỏi thế giới ta bà, di dân đến thế giới cực lạc, hân hoan vui thích mà đi. Chúng ta xả bỏ cái thân ô uế này, được thân kim cang bất hoại, xả bỏ hoàn cảnh đời sống xấu ác này của chúng ta, đến thế giới Tây Phương cực lạc lại có hoàn cảnh thanh tịnh. Vậy mới là phát nguyện, mới gọi là thật tu hành. Mỗi tối lên giường nằm ngủ liền nghĩ Phật đến tiếp dẫn ta, mắt nhìn vào vách tường xem thực Phật có đến hay không. Ngày ngày đều nghĩ Phật đến, mỗi giờ đều nghĩ Phật đến, buổi trưa ngủ nghỉ ngơi cũng nghĩ Phật đến, xem thử Phật có đến hay chưa. Hy vọng trong mong vào Ngài, mong muốn Ngài đến sớm hơn một ngày. Ngày ngày ta đều trông ngóng thì cuối cùng cũng sẽ trông ngóng ra Phật.